lên chỉ là lên cuối tinh bầu chị đã chặt lên giờ ép chị đi thân theo cái đó cho hai bà biết nè. Dạ. Hai đứa đó chính tay hai bà chỉ dạy, nếu người không đi thăm thì hai bà cũng phải tâm tên chớ. Love that.
đánh tóc nha. Thank you.
các tử Trên sức phụ nã trì ban, hai anh em ta đồng ca vượt chốt xa.